Hẹn mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an và hạnh phúc. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm bánh mì tí hon, giòn bên ngoài, và mềm xốp bên trong với vị ngọt tự nhiên từ chuối chín. Cách làm thì rất là nhanh và đơn giản. Đây là tất cả nguyên liệu của Heo, giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh mì tí hon với Heo nha. Heo có chuẩn bị 3 trái chuối chín. Chuối này thì cũng đã chín mùi rồi, cho nên nó rất là mềm ngon luôn. Nhưng mà nó không có đến nỗi mùi quá nha. Mùi chín mềm hả. Bây giờ Heo lột vỏ ra xong rồi mình sẽ lấy hết cái sợi chỉ ra, để hồi lát nữa mình ăn bị chát. Xong rồi thì Heo sẽ cắt ra thành từng khoanh nhỏ, mình cho hết vào máy xay sinh tố luôn. Chuối thì Heo cũng đã cho hết vào máy xay rồi. Bây giờ Heo sẽ cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối và 1 trứng gà. Tiếp tục, Heo sẽ cho vào đây 60g bơ và 100ml sữa đặc có đường. Nguyên liệu Heo đã cho vào máy xay xong hết rồi, bây giờ thì Heo sẽ đem đi xay thật là nhuyễn nha. Và sau khi đã xay nhuyễn hết nguyên liệu thì Heo sẽ lượt qua rây, tại vì bên trong của chuối nó có những cái hạt đen đen, và thì Heo sẽ lượt qua cho nó loại bỏ hết những cái hạt đen đó. Và cách mình trộn tất cả nguyên liệu bằng máy xay sinh tố như vậy thì mình không mất thời gian đánh trứng và đánh cho bơ nó tan ra. Heo lượt một tí xíu thì bây giờ cũng loại bỏ hết những cái hạt đen của chuối rồi nè. Và đây là thành quả bột mà sau khi Heo đã lượt ra xong. Tiếp tục thì Heo sẽ cho vào đây 200g bột năng và 100g bột mì đa dụng. Giờ thì Heo sẽ trộn đều tay cho bột và tất cả nguyên liệu nó hòa lẫn lại với nhau. Và trong khi mình trộn bột như vậy nè, nếu như mà chuối nó có trên là trọng lượng và hột gà nó cũng có trên là trọng lượng thì mình nhão thì mình có thể thêm tí xíu bột năng hoặc là bột mì khô thì mình có thể thêm một tí xíu nước lọc cũng không sao trơn á. Rồi bây giờ Heo sẽ dùng tay để mà mình nhồi cho đến khi nào mà Heo thấy bột của Heo nó tạo thành khối như vậy nè, nó không quá khô cũng không quá nhão, như vậy là được rồi đó. Rồi bây giờ thì Heo sẽ để bột ở đây nghỉ tầm cỡ khoảng 15 phút nha. Sau khi để bột nghỉ 15 phút, bây giờ Heo tạo hình và tay Heo đã rửa rất là sạch rồi. Ở đây Heo cũng có chuẩn bị một cái dĩa nhỏ và Heo sẽ cho bột năng lên để mà mình làm bột áo. Và đây là bột Heo để được 15 phút. Bây giờ bột nó rất là dẻo mịn và nó có cái độ xốp xốp như vậy nè. Giờ thì Heo sẽ lấy ra một khối nhỏ, xong rồi thì Heo cũng sẽ ve lại. Rồi mình sẽ cũng lấy một khối nhỏ, mình xe thành cái hình dài dài như bánh mì vậy nè. Heo đã làm được cái đầu tiên, tiếp tục Heo sẽ làm cái thứ hai. Cái đầu tiên Heo làm hơi lớn rồi, bây giờ Heo sẽ làm nhỏ nhỏ vừa vừa lại. Miễn sao mà mình làm cái độ dài và cái độ rộng tầm khoảng một cái ngón tay của mình là vừa rồi hả. Và khi tạo hình á, nếu như mà bột có dính tay xíu á thì mình lấy bột năng mình thoa cũng không sao trơn á. Và Heo đã làm được cái thứ tư rồi. Bây giờ cái đầu tiên nó lớn quá, Heo sẽ ngắt ra bỏ bớt và mình sẽ ve lại cho nó vừa nha. Rồi đây là cách thứ nhất để mà Heo làm bánh mì. Cách thứ hai thì Heo sẽ lăn với mè. Heo có chuẩn bị mè trắng, mè này Heo chưa rang. Và rồi Heo cũng xe thành một cái khối dài như vậy nè. Tiếp tục á thì mình sẽ lăn qua với mè trắng. Mình lăn qua mè như vậy á dễ dính lắm. Nếu cả nhà thích ăn mè thì mình làm cách thứ hai nha. Heo đã làm được cái đầu tiên rồi, tiếp tục Heo sẽ làm cái thứ hai cho cả nhà xem. Cũng lấy cái khối bột ra nhỏ nhỏ như vậy nè, rồi mình cũng xe lại tạo thành hình cái ổ bánh mì nhỏ nhỏ. Xong rồi mình lăn qua dưới mè, xe lại một lần nữa cho mè nó kết chặt vào bánh. Như vậy là Heo đã làm được cái thứ hai rồi nè. Giờ thì Heo sẽ tiếp tục làm cho hết phần bột của Heo luôn nha. Và đây là tất cả bánh Heo đã làm xong hết rồi, giờ thì Heo chuẩn bị đem chiên. Heo sẽ cho dầu vào chảo. Heo cho vừa thôi, miễn sao ngập với bánh mì của mình là được rồi, không cần cho nhiều quá. Mở lửa lên cho đũa vào, thấy đũa sôi như vậy là dầu đã nóng rồi. Giờ thì Heo sẽ khuấy cho dầu nó nóng đều hơn, xong rồi Heo sẽ hạ lửa dưới trung bình. Và Heo sẽ cho lần lượt những chiếc bánh mì vào mình chiên nha. Chiên bánh này ở lửa dưới trung bình và trên cái mức lửa riu riu á thì bánh của mình nó sẽ vàng và nó sẽ giòn ngon, nó sẽ không bị chín áp hoặc là bị khét. Cho bánh vào đầy chảo rồi thì mình sẽ xoay trở đều cho bánh của mình nó được chín vàng đều hết.
heo chiên tầm khoảng 3 phút thì bây giờ bánh của heo nó đã ngả sang màu vàng rồi. Và cả nhà xem nè, cái bụng của bánh nó cũng răng răng nứt nứt ra, y chang như ổ bánh mì lớn vậy đó. Cái nào nó cũng bị răng răng nứt nứt như vậy hết trơn á. Và bây giờ bánh cũng đã vàng đều hết rồi. Heo chuẩn bị để lấy bánh ra nha. Mình đừng để cho bánh khét quá như vậy á, mình ăn sẽ không ngon. Và để lấy bánh ra thì heo cũng có chuẩn bị cái rổ và ở dưới heo có lót giấy ăn nè. Rồi bây giờ lần lượt heo sẽ lấy hết những chiếc bánh ra. Bánh heo đã lấy ra hết rồi, giờ tiếp tục heo sẽ chiên hết những phần bột còn lại nha. Và đây là thành phẩm bánh mì tí hon của heo được làm kết hợp với chuối chín. Heo có chuẩn bị một cái bánh áo mèo ngoài nè, heo bẻ cho cả nhà xem nha. Đó, ở ngoài cái đầu rìa này thì nó rất là giòn luôn, nhưng mà mình bẻ vào chính giữa thì nó mềm xốp như là bánh mì đặc ruột vậy đó. Rồi bây giờ heo mời cả nhà thưởng thức bánh mì tí hon với heo nha. Cái bánh á, bên ngoài vỏ thì nó giòn giòn, bên trong á thì mềm xốp. Và đặc biệt á, cái mùi hương của chuối á, rất là thơm. Và cái vị ngọt tự nhiên của chuối nữa, mình không có làm với đường, chỉ làm với sữa đặc thôi à. Cho nên á, cái bánh mì này nó nghiêng về bánh mì ngọt hơn. Mình dùng để ăn vặt, ăn chơi thì rất là ngon, nhưng mà ăn với thịt thì nó không có ngon. Và với cách làm này á, nếu mà người bị tiểu đường á, mình không cần phải cho sữa đặc cũng ngon nữa, tại vì chuối á, nó đã cũng có cái vị ngọt tự nhiên rồi. Và nếu như mình ăn chay thì mình không cần cho thêm trứng, mình chỉ việc á, cho thêm 50ml sữa tươi không đường là mình đã làm ra được món bánh này rồi. Và đặc biệt nhất á, món bánh này người lớn tuổi ăn cũng được nữa, tại vì á, bánh rất là mềm xốp, nó không có phải là giòn quá giòn. Ruột bánh bên trong á, thì mình ăn nó xốp xốp, nó dẻo dẻo dai dai à, ngon lắm. Cách làm thì rất là đơn giản, nguyên liệu cũng dễ tìm và rẻ tiền nữa. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách mới nữa để mà mình làm ra món bánh mì tí hon cho gia đình mình thưởng thức nha. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương heo, xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với món bánh mì tí hon được làm kết hợp với chuối chín nha.